ca tài tử là một sinh hoạt văn hóa dính liền với cái cuộc sống hàng ngày của dân tộc Việt Nam ở miền Nam. Mà đứng về nhạc học nói thì là đó là một cái loại nhạc thính phòng, tức là do một nhóm nghệ sĩ ngồi đờn chơi với nhau trong một cái phòng nhỏ mà người nghe cũng không phải là đông, không phải đi ra ở trên sân khấu to. Thì thành ra cái về nhạc học đó thì ở miền Bắc thì có ca trù, miền Trung thì có ca quế, mà miền Nam thì có đờn ca tài tử. Nói cái tên đó thì thấy biết rằng ở miền Bắc trọng cái tiếng ca hơn tiếng đờn, miền Trung cũng vậy, tiếng trọng tiếng ca hơn tiếng đờn. Mà ở miền Nam đờn với ca là bằng nhau, mà có thể đờn đi trước tiếng ca. Khi mà làm cái phim này thì người đạo diễn khéo lồng cái đờn ca tài tử vào trong cái cuộc sống, để cho những cái lúc người mà người diễn viên tự sự tỏ nỗi buồn niềm vui. Đi làm có cực không? Đi làm thì phải cực chứ sao không cực được. Nghe nói nhiều quá, quan trọng nghe Điệp trả lời kìa. Ông mới đợi Điệp nói mà Điệp im re à. Ờ, thì ta có nói được với cái miệng của mày đâu. Vậy thôi mày nói đi. Công việc á thì cũng bận rộn. Quay qua lấy cái quay này, quay qua lấy cái này, quay qua lấy cái nọ. Trời ơi, lu bu lắm, đúng không Điệp? Thấy chưa, Dũng nói mà Điệp không nghe Dũng. Đi làm cực lắm. Đi làm thuê làm mướn thì phải cực thôi, chứ đâu có sướng như làm chủ đâu. Ông á, ông làm chủ chuồng bò của ông, muốn cho là cho, muốn bán là bán, muốn giữ là giữ. Sướng quá đúng không? Sao bà nói nhiều quá vậy? Tôi nói cho bà nghe nha, chuồng bò đối với tôi nhầm nhỏ gì. Sau này tôi còn muốn làm chuồng. Chuồng gì? Chuồng, chuồng gì kể tôi. Chuồng gì? Nhiều chuyện. Lo học đi. Má ăn nhiều một chút đi má, cho có sức khỏe nha má. Con đi làm rồi phải không? Dạ, con đi phụ bán ngoài tiệm vật liệu xây dựng của chị Lệ đó má. Mà con chỉ đi làm từ trưa tới chiều thôi à. Làm gì thì làm, cũng phải học hành đàng hoàng nghe con. Má yên tâm đi, con sẽ học hành thành tài cho má vui mà.
Má ơi, má có sao không vậy má? Má không sao. Con ăn trước đi rồi lát má ăn sau. Má ơi, má có sao không? Được rồi, không sao đâu. Chắc mai mốt chị giao cho em làm quá đơn giùm chị luôn quá. Dạ, chị cứ giao cho em làm. Em làm được mà. Dạ, xong rồi nè chị. Chị Lệ ơi, chị cho em hỏi chuyện này được không? Chuyện gì vậy em? Chị ở đây lâu lắm rồi phải không chị? Em hỏi chuyện đó để làm gì? Dạ, em muốn hỏi chị là chị có biết má em tới đây từ khi nào không ạ? Chị cũng không rõ nữa. Mà nếu em muốn biết á, thì em hỏi mẹ em á là biết liền chứ gì. Em cũng muốn hỏi má em lắm, nhưng mà em không dám. Bà chủ ơi, cho tôi mượn cuốn catalog xem đi. Dạ. Anh cần xem loại nào? Dạ mời anh qua đây ạ. Cho mình xem cái này đi. Dạ, anh cứ xem tự nhiên. Loại này rồi. Tốt lắm nè anh. Dạ chị ơi, em làm xong việc rồi, em chào chị em về. Khoan, Điệp. Dạ. Tiền lương tháng này của em nè, chưa tới tháng, nhưng mà chị đưa em trước. Dạ, em cảm ơn chị. Thế chị em về. Về đi, không tối đó. Dạ. Nghĩ đến chuyện đó. Nguyên một tháng lương mất trắng rồi. Đúng là bọn vô lương tâm mà. Phải báo công an để bắt tụi nó mới được. Mà sao nó biết được tao mới lãnh lương mà nó lại giật túi sách của tao nữa? Thì tụi nó thấy vỏ sách thì tụi nó giật thôi, chứ đâu biết có tiền hay không. Quê mình hồi đó tới giờ có cướp giật bao giờ đâu. Tự nhiên cái xuất hiện cái bọn này. Tôi nghe nói dạo này trên thành phố càng quét dữ quá, tụi xì ke ma túy với lại cướp giật nó tràn về đây nè. Kiếm ăn ở dưới quê của mình á, bây giờ quê của mình phức tạp lắm. Bởi vậy các bạn phải nhớ á, đừng bao giờ ra đường ban đêm nữa nha. Gặp Điệp cứng rắn á, chứ gặp tôi không biết sao nữa. Tôi xỉu luôn á. Mới vừa lãnh tháng lương đầu tiên, chưa kịp mừng đã mất trắng rồi. Mà mình giấu má mình đâu có dám nói đâu. Đúng rồi, đừng có cho dì Lan biết. Mất công dì Lan đau buồn lại thêm bệnh. Công lao làm việc cực khổ, bị bọn côn đồ cướp mất rồi. Gặp mình á, mình còn sợ nữa, huống hồ chi là Điệp. À, mà Điệp có nhìn thấy bảng số xe hay là thấy mặt tụi nó không? Đúng rồi. Nó làm Điệp hết hồn hoảng sợ, đâu còn thấy gì nữa đâu. Dù sao đi nữa, chiều nay đi học về, chỉ nghĩ là mình đi báo công an đi. Mà báo công an liệu họ có bắt được bọn nó không? Bọn côn đồ giật rồi chạy mất tiêu à, sao mà bắt được. Vậy là Điệp đã mất trắng tháng lương đầu tiên rồi. Thôi, chuyện của mình để mình tính sao. Mấy bạn đừng có lo cho mình nữa. Thôi mình về trước nha. Để tao với, tao qua nhà mày nữa. Ủa, sao tự nhiên về nhà hết vậy? Thôi, tôi cũng về đây, còn nghiên cứu tiếp nữa.
Trời ơi, đã nghèo còn gặp cái eo nữa chứ. Nghĩ mà thương cho Điệp, gặp điều rủi ro mà Cam bất lực trâu nhìn trơ trơ. Thân làm trai mình thấy thẹn vô cùng, muốn giúp nhau mà trong túi không tiền, sao còn kẻ bất lương chọn người nghèo ám hại, để buồn chất thêm buồn, nỗi khổ thêm hơn. Sao chỉ có thể nhìn nhau bằng cái nhìn thương hại, mình phải làm gì chia sớt những gian nan. Con chào dì Lan. Con qua chơi hả? Tìm Điệp phải không? Dạ. Dũng ở đây có chuyện gì không? Mình đại diện cho các bạn ở trong lớp, đem cái này qua cho Điệp. Cái gì vậy? Các bạn cùng với nhau hùng lại để giúp đỡ Điệp trong lúc khó khăn. Các con đừng có làm như vậy, dì ngại lắm. Tụi con còn đi học, tiền ở đâu mà giúp đỡ gì chứ. Mấy bạn đừng có làm như vậy, Điệp không có nhận đâu. Đây là tấm lòng của các bạn mà, Điệp và dì Lan hãy nhận đi. Là bạn bè, mình phải giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn mà, phải không dì Lan? Dì Lan cho phép Điệp nhận đi. Điệp, chị nghe ông Năm Đừng Cò nói là em biết ca tài tử đúng không? Dạ, có gì không chị? Ca sĩ hôm nay của quán không đến được, em hát thay cho cổ được không? Dạ, em rất tự tin. Nếu chị cho em cơ hội, em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhưng còn việc bưng bê, phục vụ thì sao hả chị? Em yên tâm đi, chuyện này có người khác lo rồi. Em vào thay bộ áo màu đi, rồi chuẩn bị ra sân khấu hát. Sắp tới giờ rồi đó. Dạ. Mời anh đến quê em, dưới vườn cây xanh trái ngọt, dưới dòng sông bạc êm đềm chở nặng phù sa. Ê mày, nhậu một lần mày. Có gái nè, mấy anh làm gì vậy? Hả? Mày anh cái gì? Mày làm cái gì? Không ra. Đi đâu? Anh đi đâu? Đi anh đi. Hai ông làm gì vậy hả? Đi anh nè. Bỏ tôi ra. Trời ơi, đi đi. Trời ơi, dễ thương quá. Làm gì vậy? Ê, thằng kia. Không ra. Ê, kia. Ê, có chuyện gì vậy? Hai cái ông này nè, đi chặn đường tôi hả? Mày tính là mày hả? Chạy mày, chạy. Không sao rồi, yên tâm đi. Anh, sao anh lại có mặt ở đây giờ này? Thì tôi tới đây để cứu cô. Cảm ơn anh đã giúp. Nhưng mà nói thiệt, từ cái vụ khám bệnh từ thiện hôm bữa, tôi vẫn chưa có cái nghĩ khác gì anh đâu. Đó là tùy cô thôi. Thôi, bây giờ cô lên xe đi, tôi chở cô về. Cảm ơn anh có lòng tốt đã cứu tôi. Nhưng mà tôi có gặp đi nữa tôi cũng không cần anh giúp đâu. Với lại á, đường về nhà tôi cũng gần tới rồi. Tôi đã nói là leo lên xe tôi đưa về mà. Vậy còn xe đạp của tôi thì sao? Thôi thôi tôi đi về đi. Đúng là cố chấp. Đi làm sao rồi con? Chắc cực lắm hả?
Có gì đâu má. Họ biết hoàn cảnh của con nên cũng có phần chiếu cố con đó mà. Vậy cũng được. Nhưng mà thấy con về tối, má không có an lòng. Có gì đâu má, con về cũng sớm mà. Con không sao đâu, má đừng có lo. Tội nghiệp con quá. Má thật vô dụng, không lo được gì cho con. Má lại vậy nữa rồi. Má đừng có nói như vậy mà. Biết đến khi nào thì má con mình mới thoát được cảnh nghèo khó này. Con đã có việc làm rồi, từ từ cuộc sống của mình sẽ ổn định mà má. Má cũng mong như vậy. Thôi, con ngủ đi. Trời ơi, số mày sao vậy? Hết bị cướp giật, giờ tới bọn lưu manh xàm xở nữa. Tao cũng chẳng biết cái giận hạn của tao bị cái gì nữa. Mà tốt nhất á, mày nên nghỉ làm ở quán cà phê luôn đi. Không có được đâu, tao đang cần tiền mà. Hoàn cảnh của mày thiệt là nan giải ha. Ê, mà mày đừng có nói chuyện này cho mấy thằng con trai lớp mình biết nha. Không, tao nghĩ là nên nói chứ, bạn bè thân mà. Con này, thôi đừng có nói. Chuyện đó mà kể làm gì? Kỳ lắm. À, mà tao nói mày nghe nè. Hôm qua á, lúc mà tao lâm nguy á, thì... Sao? À. Sao? Sao nữa? Hả? Kể tao nghe ơi. Nhìn mặt mày là tao biết rồi. Để tao đoán thử nha. Trong lúc nàng lâm nguy, Bạch Mã Hoàng Tử xuất hiện, cứu nguy cho nàng đúng không? Nói nghe nè, kể tao nghe coi. Đẹp trai không? Giống diễn viên người mẫu không? Đã quá. Đúng ma thì có. Bỏ chuyện đó đi. Mình làm khổ con gái của mình quá. Năm xưa mình đã nông nổi, nhưng mình làm thì mình chịu. Xin trời cao chứng giám, đừng để con gái của con phải. Trời ơi, sao em không nói để anh phụ cho em? Dạ, con làm được mà chú. Sao lại kêu bằng chú nữa? Anh còn trẻ mà. Mai mốt cấm kêu bằng chú nha. Dạ, em cảm ơn anh. Thank you.
Dì Lệ ơi, con xong việc rồi, con về nghe dì. Ừ. À, đẹp nè. Ờ, dạ. Có chuyện này chị muốn nói với em. Thì mất lòng trước được lòng sau. Thiệt tình là chị bị mất 2 triệu. Ủa, thiệt hả chị? Mà chị nhớ rõ ràng á, là 2 tờ 500 với lại 10 tờ 100. Chị cũng không có muốn nghi em, nhưng mà em cho chị xét rõ được không? Ừ, dạ, em sẵn sàng, chị cứ coi tự nhiên. Vậy là sao hả Điệp? Em cũng không biết nữa. Tiền của chị nằm ở trong giỏ của em mà em nói không biết là sao? Em giải thích đi. Một lần bắt được, 9-10 lần không. Làm sao chị tin em được hả Điệp? Em không phải là kẻ ăn cắp. Vậy thì em đi làm, em đem theo giỏ làm gì? Hay là em tính toán từ trước, đúng không? Em không có lấy, chị tin em đi. Bây giờ em biểu chị tin em, vậy chị tin sao đây? Vật chứng rành rành đây nè. Không lẽ tiền của chị tự chạy vô giỏ của em hả? Em thật sự không có lấy. Nhưng mà em không biết giải thích làm sao. Nó lại ở trong túi của em nữa. Bây giờ chị không thể nào dung túng cho kẻ ăn cắp được. Quan cho em quá chị ơi. Chuyện gì vậy bà? Ông ra đây em coi nè. Nuôi ông tay áo đuôi khỉ dòm nhà. Nó lợi dụng sự tin tưởng của tôi, nó cắp tiền của tôi nè. Bà đừng có hồ đồ như vậy. Hồ đồ cái gì? Ông á, coi chừng tôi đó, già rồi còn sinh tật. Ngày mai á, tôi phân công việc làm cho ông, để ông khỏi ở không, xin chuyện à. Kỳ cục bà. Còn cô á, ngày mai khỏi tới đây làm nữa. Tiền lương tháng này nè, cầm đi, ngày mai khỏi tới nữa. Trời ơi, sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này chứ? Mình biết phải giải thích như thế nào đây? Thực sự mình đâu có làm những chuyện như vậy. Tại sao không ai tin mình hết vậy? Tại sao mình lại khổ như vậy? Ông trời không thương xót cho mình sao? Nợ đâu còn là đạo đức nhân cách đàng hoàng. Dù phải đi làm thuê kiếm sống, phải suốt con mắt đầm mồ lòng tự trong mình, phải đâu là kẻ mẹ.
chồng thêm gánh nặng. Nỗi nghĩ quân của một đời người, con biết mẹ tin con là chỗ rồi. Thôi đi ngủ đi con. Con chưa buồn ngủ đâu má. Má cho con coi cái này. Cái gì vậy má? Đây là sợi dây chuyền kỷ niệm của ba con với má. Đẹp quá ha má. Đây là vật quý mà má đã giữ bao nhiêu năm nay. Bây giờ má muốn trao nó lại cho con. Thôi má cất đi. Má đưa cho con làm gì? Con lớn rồi, con giữ giùm má đi. Con phải nhớ, mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, con cũng không được bán nghe chưa. Dạ con biết rồi. Nhưng má ơi, nhưng mà nó đẹp như vậy con không có dám đeo đâu. Để con cất giữ cho an toàn nha má. Giao nó lại cho con là má thấy yên tâm rồi. Dạ con sẽ giữ gìn thay cho má. Đúng rồi, cái đó là chắc có đó. Chứ làm sao mà không có được. Bây giờ bà có thấy bà gầy gò xanh xao lắm không? Ốm lắm phải không? Đúng, bây giờ chắc là bà bệnh nặng lắm rồi đó. Ừ, thì tôi cũng thấy vậy á. Ờ, tội nghiệp quá. Chị ơi, lấy cho em hai gói mì nha. Tôi thấy bà xuống sức lắm rồi đó. Chắc là bà bệnh nặng lắm rồi đó bà ơi. Chắc vậy rồi, đến nỗi làm không nổi bên cô Liễu nữa đó. Thấy cũng tội nghiệp. Thân có mình hai mẹ con à, mà bệnh tật như vậy á, thì không biết xoay sở ra làm sao nữa. Mà nghe đâu đó là bệnh ung thư đó. Mà bệnh đó là bệnh của nhà giàu, chữa chạy là tốn tiền lắm, mà không biết đi lúc nào nữa. Hai cô vừa mới nhắc tới má con nữa. Đâu có đâu. Má con bị bệnh gì vậy cô? Đâu có, không có gì hết phải không bà? Thôi cô đi về nha. Đi về chị. Về rồi hả con? Con vô coi giùm má nồi cơm coi chín chưa. Má, con muốn hỏi má chuyện này. Hỏi chuyện gì vậy con? Má bệnh sao không nói cho con biết để con lo cho má? Sao má lại giấu con? Má có bệnh gì đâu. Má đừng giấu con nữa. Má bệnh nghiêm trọng lắm phải không? Ai nói với con là má bị bệnh? Ở ngoài kia người ta bàn tán là má bệnh kìa. Con đừng có nghe thiên hạ nói bậy. Nhưng mà rõ ràng là người ta nói má bị bệnh rất nặng. Con im chưa?
Những thông tin mà con nghe được á là hoàn toàn bịa đặt. Má là má của con, tại sao con không tin má mà tin lời thiên hạ? Việc của con á là phải tập trung vào học, biết chưa? Sao rồi? Bay khỏe chưa? Dạ, cũng đỡ rồi bác Năm. Ừ. Bác Năm à, có lần con nhờ bác một chuyện đó, bác còn nhớ không? Chuyện gì? Thì cái chuyện mà con nhờ bác Năm á, con bị bệnh gì á, thì bác đừng có nói cho con Điệp nó biết. Con sợ nó biết rồi á, nó lại bỏ học hành thi cử, nó lo cho con lắm. Tao biết tánh Bay mà, cho nên có bao giờ tao nói cho con Điệp nghe đâu. Tội nghiệp nó. Mà bộ nó biết chuyện gì hay sao mà nói vậy? Con cũng không biết nữa, nhưng mà nó nghe ai nói về tình hình sức khỏe của con, nó cứ về nó hỏi dồn hoài à. Nếu như con có mệnh hệ gì thì con muốn được ra đi trong êm đềm thanh thản, để nó vui vẻ được ngày nào thì hay ngày đó bác Năm à. Bay yên tâm, sao số bay khổ quá vậy hả? Tao già rồi mà Diêm Dương có gửi trác kêu tao xuống dưới thì cũng bình thường thôi, chứ bay còn trẻ như vậy mà vướng vô bệnh tật, thiệt tao khổ tâm hết sức. Cậu ngồi bên đó đó. Lại là anh nữa hả? Tôi không có biết bài này, mà nếu tôi có biết cô không hát cho anh nghe đâu. Để tôi đưa cô về. Tôi không ngờ bây giờ lại có người rảnh rang như vậy. Không có làm gì, cứ lấy xe để theo dõi người khác, còn kiếm chuyện để chọc ghẹo tôi nữa chứ. Sao cô lúc nào cũng quan trọng quá vấn đề như vậy? Tôi chỉ muốn bảo vệ cô thôi mà. Tôi không cần. Không cần thì thôi. Điệp. Ủa, Dũng tới đây làm cái gì vậy? Dũng tới đón Điệp. Ai mà Dũng đón? Điệp tự về một mình được mà. Điệp không sợ bọn xấu sẽ sàm sỡ hả? Không thèm sợ. Mình thấy không có yên tâm á khi mà Điệp cứ đi làm khuya về một mình như vậy. Điệp quen rồi. Lúc có sao á rồi ai hay. Cứ để mặc kệ Điệp. Nhưng mà Dũng lo cho Điệp. Điệp không cần Dũng lo,
Dũng đừng có làm phiền Điệp nữa. Lỡ bọn côn đồ xàm sở Điệp, lúc đó kêu trời rồi ai cứu Điệp? Dũng nói năng kiểu vậy đó hả? Vậy chứ Dũng đi trước Điệp mà Điệp không chịu, Điệp nói Dũng làm phiền Điệp là sao? Đúng vậy á, phiền Điệp phiền Dũng, Điệp không thích. Bà Nga, bà Nga, bà Nga. Gì? Bà nghĩ coi, nếu mà tôi ghép thành công á, cây mai với cây đuôi phụng này nè, thì bà thấy sao? Có hay không? Ông dẹo mà ông còn bị khùng nữa. Ông nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mai ghép với cây đuôi phụng ra cái gì? Trời ơi, nếu như thành công á, Tết này quê mình sẽ có một loại cây mai mới. Cây bông á sẽ dài như đuôi phụng, mà bông mai á màu vàng và màu đỏ nữa. Trời ơi, tôi giao cái chức khùng của tôi cho ông được rồi đó. Trời ơi, khùng ghê đúng. Dũng, Dũng, cộng khùng không? Trời ơi, thôi đi. Hai người nói gì xàm xàm. Bực bội, đang bực bội nè. Ủa, tôi nói chuyện nãy giờ sao mặt ông á bí xị như bong bóng bí xị hơi vậy? Tôi đang bực bội, đẹp quá đi nè. Bình thường thôi mà. Cái mặt của ông á hả? Vui, cũng nhăn. Buồn, cũng nhăn. Không vui, không buồn, cũng nhăn. Giảng đi giùm tôi cái coi. Trời ơi. Giảng cái gì mà giảng? Tôi hỏi mấy người có tức không? Điệp đi làm về khuya. Tôi chạy tới đón, chở Điệp về. Điệp không chịu, đã gì còn cự nữa với tôi nữa. Hỏi coi, tôi có bực bội không? Chà, định làm cái trò nó giống như là hiệp sĩ, kim tài xế. Ủa, mà sao Điệp từ chối vậy ta? Bởi vậy mới gọi là chảnh. Mà hình như tôi thấy có thằng cha nó quen quen. Chả hình như là trong cái đoàn bác sĩ mà hôm bữa về xã mình khám từ thiện đó. Hình như thằng cha đó có ý dè dặn tấn công Điệp. Chắc là tại như vậy nên Điệp từ chối tao, không để tao chở về, để đi với thằng cha đó. Không có đâu, Điệp nó không có chảnh đâu. Chảnh á là tôi chảnh nè. He, như cha chỉ dẹo nè, đòi chở tôi đi học hoài à, mà tôi đâu có chịu. Nghĩ sao vậy hả? Nghĩ sao vậy mà đòi trẻ chị? Vô ngủ mà nằm mơ đi cưng. Bà nghĩ sao vậy? Bà mà có gian sinh tôi cũng không có chở bà đâu. Tôi chở bà để tôi thành trí điên hả? Thà tôi mang tên trí dẹo còn hơn. Mà Dũng, con Điệp nó không có chảnh đâu. Ở đây á, ông nói thì tụi tôi nghe được. Chứ ra ngoài nói để người ta hiểu lầm nó rồi sao? Rồi nghĩ xấu về nó, nói xấu nó là tôi cũng xấu theo. Ông Trí cũng xấu nữa. Thậm chí á, ông cũng xấu luôn. Hy vọng Điệp từ chối không cho tôi trở về là vì ngại, sợ làm phiền tôi, chứ không phải là vì thằng cha kia. Sao má không ở trong nhà mà ra ngoài này chi vậy? Má ra ngoài này cho má sẵn rồi chờ con về luôn. Con đi về giờ giấc thất thường, má chờ con làm gì? Có thật là con không đến những chỗ má làm để xin việc không? Má không thích, con đâu có tới làm gì. Với lại con cũng tìm được việc rồi, con đang làm giữ xe, công việc cũng nhẹ nhàng lắm. Con giữ xe ở đâu vậy? Ở trường bổ túc á má. Con vừa có vài tiếng buổi chiều à. Khổ cho con, vừa đi học còn phải tất bật lo kiếm tiền nữa. Phải chi có cha ở đây thì hay biết mấy hả má. Mà không sao đâu má, nếu không có cha thì hai má con mình sống với nhau cũng vui mà ha. Má thật có lỗi với con. Má sinh con ra mà không lo cho con được chu đáo giống như người ta.
Má đừng có nói vậy, con không cần sống sung tốt đâu má. Chỉ cần có má bên cạnh là con vui rồi. Nhưng con nói đúng, nếu như có cha con ở đây, con đâu phải chịu cực khổ như vậy đâu. Mà sao cha bỏ đi vậy má? Cha con ra đi cũng vì bất đắc dĩ thôi. Vậy bây giờ cha con ở đâu? Cha con chưa chết đúng không má? Má nói đi, con sẽ đi tìm cha. Bây giờ cả má cũng không biết ông ấy đang ở đâu. Vậy là con vĩnh viễn sẽ không tìm được cha mình sao má? Con cứ an tâm, rồi con sẽ tìm được cha con. Má sẽ không để con bơ vơ trên cõi đời này một mình đâu. Má nói gì vậy má? Không có gì. Thôi vô dọn cơm ăn đi con. Sao má cứ ướp mở hoài vậy? Hay là bên trong còn có ẩn tình gì nữa? Làm sao mình dám mở miệng hỏi cho cặn kẽ đây? Nếu cha mình còn sống, chắc rằng ông đang ở một nơi nào đó. Hãy subscribe.